Sáng nay, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm, gặp mặt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự xúc động được về thăm và làm việc tại huyện Văn Giang, đồng thời biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong đó phát huy những tiềm năng, lợi thế, tập trung thực hiện các tiêu chí phát triển đô thị, phát huy những truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa, quan tâm công tác bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà cho Quỹ khuyến học huyện Văn Giang. Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tại đền thờ Triệu Quang Phục ở xã Già Trạch, huyện Khoai Châu. Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, dâng hương tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Bình tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ.